Cũng trong sáng nay, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Đến dự đại lễ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Diên Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành quận huyện và các vị chức sắc tôn giáo bạn và cùng đông đảo tăng ni Phật tử. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó, thông điệp cũng nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân theo pháp luật, đồng thời siêng năng thực hiện giáo lý từ bi hỷ xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đây chính là tiền đề và động lực để mọi người thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Phát biểu tại lễ Phật đản, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ghi nhận những đóng góp của quý vị chức sắc Phật tử Phật giáo trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, quý vị chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni Phật tử Phật giáo thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh giàu đẹp và sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúc quý chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni Phật tử vô lượng an lạc, vạn sự cát tường, Phật sự viên thành. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng chư tăng ni Phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an và thả bông bóng cầu hòa bình.